Việt Nam không cấm bay quốc tế, bay thẳng đi Mỹ giữa dịch COVID-19, Việt Nam không cấm bay quốc tế. Nếu các hãng xin giấy phép bay sẽ được cấp cục hàng không khẳng định, kết luận của thủ tướng tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 hôm 10 tháng 6 nêu rõ: Tạo điều kiện và thực hiện một cách nhân văn việc nhập cảnh của các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao, công dân Việt Nam nhưng phải bảo đảm không để nguồn bệnh xâm nhập thực hiện chỉ đạo của thủ tướng, đại diện bộ giao thông vận tải cho biết, bộ này đang đánh giá tình hình cũng như nghiên cứu chính sách của nhà chức trách hàng không các nước trên thế giới. Sau đó đề xuất với các bộ ngoại giao, y tế xem xét cụ thể, sau khi các bộ có đánh giá cụ thể sẽ báo cáo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trình chính phủ về việc mở lại các đường bay quốc tế. Việc đề xuất mở cửa lại các đường bay quốc tế thường lệ sẽ được Bộ Giao thông Vận tải tham mưu đánh giá cụ thể dựa trên tình hình thực tế diễn biến dịch ở từng quốc gia có đường bay đi đến Việt Nam. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trao đổi với PV ông Võ Huy Cường, cục phó cục hàng không Việt Nam cho hay: Hiện nay Việt Nam không cấm bay quốc tế, các chuyến bay chuyên trở công dân Việt Nam về nước. Chờ các chuyên gia, công nhân kỹ thuật nước ngoài và sinh viên quay trở lại Việt Nam học tập được thực hiện dưới sự giám sát đảm bảo không để dịch bệnh lây lan chỉ có điều các hãng bay chưa thực hiện các chuyến bay quốc tế thường lệ vì diện khách được nhập cảnh vào việt nam chưa phải khách du lịch khách phổ thông vừa qua các hãng bay của nhật bản đài loan vẫn chở chuyên gia lao động tay nghề cao vào việt nam có xin phép trước tuy nhiên việc chở khách đại trà vào việt nam không được phép nên các hãng phải tính toán hiệu quả để bay thường lệ hay không trường hợp các hãng xin bay thường lệ cục hàng không sẽ cấp phép ông cường nói và cho biết Ngoài các chuyến bay chở khách, các chuyến bay vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam đi các nước vẫn diễn ra bình thường dưới sự giám sát đảm bảo không để lây lan dịch COVID-19. Bay thẳng Việt Nam-Mỹ và các nước châu Âu Việt Nam Airlines cho biết, thời gian qua hãng này vẫn thực hiện các chuyến bay quốc tế chở hàng hóa. Chuyên gia vào Việt Nam, chở lao động, người nước ngoài hồi hương Hàn Quốc, Đức, hãng này đã khai thác 4 chuyến thường lệ từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đi Seoul, Hàn Quốc mỗi tuần. Các chuyến bay quốc tế giữa Việt Nam và các nước thời gian qua không thực hiện theo lịch bay thường lệ nhưng không phải đã ngừng hẳn. Vẫn có nhiều chuyến bay thuê chuyến được khai thác chở chuyên gia, lao động kỹ thuật cao từ các nước châu Âu. Á vào Việt Nam, hãng hàng không quốc gia Việt Nam cũng thực hiện 3 chuyến bay thẳng đến Mỹ đón công dân Việt Nam về nước và đang tiếp tục làm việc với nhà chức trách hàng không Hoa Kỳ. Chuẩn bị đảm bảo điều kiện bay, khi Bộ Ngoại giao yêu cầu có thể bay ngay, dự kiến trong thời gian tới sẽ có thêm một, hai chuyến bay thẳng từ Việt Nam-Mỹ trong khi đó, Bamboo Airways cũng thực hiện các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Philippines, Ai cập, Qatar, Kuwait về nước. Ông võ huy cường khẳng định năng lực khai thác của các hãng hàng không đảm bảo bay quốc tế. khi ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid 19 cho phép chở khách đại trà thì các hãng bay bình thường lại được ngay. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Tin Nhanh 24 giờ, hãy đăng ký kênh của chúng tôi để ủng hộ kênh để được xem nhiều video mới nhất.